Garden Center chơi các bạn ơi. Hôm nay đi ngắm hoa. Mời các bạn cùng đi một vòng cái Garden Center này. Tuần đó người ta đi chợ mua hoa cũng rất là nhiều. Là những cái loại hoa hồng đó các bạn. Hoa hồng này là cái loại hoa hồng nhỏ, hoa nó nhỏ xíu và nó từ chùm. Tên nó là red thì mình không biết đọc cái chữ red. Nhiều loại luôn á.
ngoài này họ trồng mấy cái cây không á để bán ở cái mùa Noel, hoặc là cho những nhà nào có đất rộng quá họ mua về họ trồng á các bạn. Đây là những cây kiểng nè. Cái hoa này đẹp quá các bạn ơi.
chuối kiển nè các bạn, những cây chuối kiển.
chậu á, nó bằng nhựa, cái chậu cây á, chậu để trồng cây bằng nhựa các bạn. Thì cái nụ hoa li li này nó chưa nở này, nó mới ra nụ. Đây là cái sơ dừa đó các bạn, sơ dừa để mình trồng cây. Dừa này về trồng những cái cây hoa kiểng đẹp lắm này. Cái này là những cái chụp để cho mình trồng cây á các bạn, mình chụp xuống những cái cây cho nó leo lên, nó không có bị cưa ra nha xung quanh. Đề một cái xì mo con á, mo là nó là 5.99 nha các bạn. Cái bụi nhỏ đó là 5.99 một bụi. Mà ở bên mình đấy thì các bạn thấy không? Đây ở ngoài hồ, ngoài ao các bạn ha. Ở đây á, một cái bụi nhỏ như vậy là 5.99 cent ấy. Chùm đẹp ghê luôn á. Đẹp quá các bạn ơi. Không biết sao mình thích cái màu tím ghê luôn à.
cây kiểu nobody I don't read the fine print. And I'm responsible for the fine print. Bạn thấy chậu kiểu nhỏ đẹp chứ không các bạn. Cây xương rồng. Cây bọc bích cũng đẹp đi. Cái này cái chậu sành á, để trồng cái cây bưởi. Wow, cây cái cây này nó là nó giống như là ở Vera nhưng mà nó lại cái loại đẹp lắm các bạn, nó lại cái loại gỗ quá. Cái nhánh nó như là ở Vera đó nhưng mà không phải. Đẹp chưa các bạn? Kì mà nó nhỏ xíu. Ghê luôn các bạn ơi. Thấy mê quá. Có những cái loại nó tẻ cái lá ra giống như là đó hoa vậy đó. Thấy không? Cái giống như cái hoa vậy đó. À, cái này mới ngộ mới nè. Ở bên này thì họ bán những cái chậu bằng sành này các bạn. Chậu bằng sành đẹp ghê luôn á. Đủ loại hết các bạn ơi. Đẹp lắm. Ở trong này họ có bán đầy đủ những cái dụng cụ về làm vườn. Đất rồi phân trồng rồi đất trồng rồi chậu kiểng rồi những tất cả những cái gì gọi là về vườn đó các bạn là ở đây đều có hết. Đây là những
cây kiểng đẹp ghê không các bạn, đủ loại hết. Mình muốn tìm cây để trồng á thì tới đây là đúng chỗ nhất, đủ loại hết, tha hồ mà lựa mà trồng. Cây này đẹp ghê không các bạn. Wow, nó có cái cây này là cây gì mình không biết nữa, phát cao mà nó to ghê không nè. À, đây họ có bán cái nón cho mình đội để làm vườn đấy nè. Này các bạn thấy không, đầy đủ những cái dụng cụ để cho mình làm vườn, thiếu cái gì là cứ ra đây là có hết. À, những cây lưỡi hổ nữa nè các bạn nè, trồng cây lưỡi hổ này trong nhà rất là tốt nè các bạn, không thấy không, có đầy đủ hết đất nữa. Mình thích cái cây này lắm nè. Ở nhà mình nó trồng á, tại vì trồng hộp lên đó các bạn, cho nên nó lâu quá à. Cái cây này nó bự ghê luôn, nó nhiều lá mà nó bóng đẹp quá. Cây này các bạn biết cây gì không? À, người ta gọi nó là cây kim tiền đó các bạn. Ở những nhà hàng á, họ đây họ hay đặt những một hai cái chậu cây này đó để may mắn, cầu may mắn. À, đây là cái phân để trồng cho những cái cây xanh này là các bạn, cây kiểng này. Ở đây họ bán cái dãy này cây lưỡi hổ nhiều quá. Cây này là cây gì ngộ các bạn ơi, những cái cụm này mình không biết nó là gì nữa, hoa hay là gì vậy, ngộ quá à. Cái lá này các bạn, cái này chắc hoa của nó. Mình thích mấy cái cây hoa quá, và những cái cây kim tiền này quá à. Nhà mình có một chậu nhưng mà nó nhỏ quá, nó mới ra có hai nhánh nhỏ xíu à. Cái này cái bàn, ở bên mình gọi là cái bàn phải không các bạn? Cái lá nó bự ghê nè. Đây là cái cây hoa trầu, cái cây trầu bà.
cây này là cây hoa sống đời nè các bạn. Cái màu hoa đẹp ghê ha. Mùa hè mình thích đi vào mấy cái garden center này lắm. Để ngắm ngắm cây kiểng cái loại hoa mình thích ghê luôn. Ồ cái này nó có hình trái tim nè các bạn. Cái loại loại giống như loại nó có cái lá mà không à. Giống như xương rồng. Mà có cái lá không à. Nó hình trái tim. Cây cây huệ đó các bạn, ta gọi là cái cây cây lan ý, cây cây huệ. Trắng đẹp kia luôn nè. Yes. Video của mình tới đây là tạm dừng nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ.